Chào mừng các bạn đến với bài tập tiếp theo của chuỗi bài tập 30 buổi tăng cân cùng Đặng Kim Toàn. Tiêu đề của bài ngày hôm nay đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu xoay quanh cái vấn đề là ăn được, ngủ được là tiên. Và hầu hết những người gầy đấy rất là khó ngủ. Lý do tại sao thì Kim Toàn sẽ chia sẻ dần dần trong bài tập của ngày hôm nay nhá. Và chúng ta sẽ tập luôn nhá. Khép chặt hai chân của mình lại. Cố gắng này, cứ mỗi ngày một chút, hai cái gót bàn chân nó phải kẹp chặt vào nhau như này này. Đúng rồi, chúng ta lách làm sao để vào giữa hai khe mông nhá. Thoải mái đặt tay lên đùi của mình. Đừng quan trọng vào động tác chúng ta tập như thế nào ra làm sao, mà quan trọng ở cái đầu chúng ta này. Chúng ta muốn tăng cân, thế thôi. Một thôi. Một nguyên nhân thôi, một vấn đề thôi. Mỗi động tác sẽ tác động từ ngón chân cho đến tận đỉnh đầu. Giúp cho chúng ta có cảm giác như đang gột rửa sạch sẽ tất cả những cái cặn bã trong từng đoạn cơ thể của mình đấy. Từ đó thì chúng ta sẽ dễ dàng làm sao đưa năng lượng vào trong cơ thể và sẽ dễ ăn hơn. Thực tế trong cuộc sống ấy, người mà ta béo, người ta muốn giảm cân ấy, thực sự là rất là dễ vô cùng luôn. Bởi đơn giản là họ hài lòng với cuộc sống rồi. Thậm chí là họ khá là hạnh phúc. Có thể họ cũng vất vả đấy, nhưng mà không vất vả bằng người gầy. Người gầy còn liên quan cả đến tâm bệnh mà. Chính vì vậy người gầy muốn thay đổi được là trong cái đầu của các bạn là phải thay đổi, chứ không phải là do chế độ dinh dưỡng hay là chế độ tập luyện nhé. Mà quan trọng nhất chính là cái đầu của chúng ta. Các bạn phải muốn cái điều đó thì tự khắc cái cơ thể chúng ta mới làm sao, nó mới tiếp cận những cái điều đó. Tránh cái trường hợp là chúng ta chỉ muốn thôi, muốn gọi chơi chơi chung chung thôi, được thì được, không được thì thôi. Rồi nhổm dậy, dựng hai bàn chân lên, ngồi lên gót chân này, tách gối bằng vai, đan tay, bẻ cong toàn thân về trước, đẩy cao tay của mình lên. Đừng quá quan trọng vào động tác tư thế như nào ra làm sao nhé, chỉ tập trung vào cái việc mà Kim Toàn chia sẻ đấy. Hiện nay Kim Toàn đang hỗ trợ hướng dẫn cho tầm khoảng vài chục bạn là trực tiếp Kim Toàn làm việc đấy, là giúp các bạn tăng cân. Và gần đây nhất có một bạn tăng 2 cân trong 5 ngày. Trước đây thì các bạn đã dùng khá là nhiều giải pháp khác nhau, rất nhiều nữa là khác, và cũng có lần tăng được cân. Nhưng hầu hết là cái tăng vào bụng là chính thôi. Có nghĩa là người gầy khi tăng cân ấy, tăng cân sai cách, không những không tăng được cân mà lại chỉ làm to mỗi cái bụng của mình. Không hiểu tại sao mà tăng cân lại to được mỗi cái bụng nhỉ, các bộ phận khác thì không to lên. Điều này chứng minh là các bạn ăn sai nguồn dinh dưỡng, sai thời điểm ăn và sai cả khối lượng thức ăn nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy một vài lần là chúng ta sẽ sợ không dám tăng cân nữa. Và đôi khi chúng ta khóa luôn cái suy nghĩ là cần tăng cân. Và tăng mà để to bụng như vậy thì khỏi tăng luôn. Và chúng ta cũng đóng luôn một cái suy nghĩ là cái cơ địa của mình nó như vậy, mình tăng cân thì mình sẽ bị to bụng và mình rất là xấu. Cái tình trạng đó là do mình sai nhá, chứ không phải là do khoa học sai, mà là mình đang tự tăng cân theo cái cách riêng mình. Hoặc mình tìm kiếm những huấn luyện viên ấy, nhưng đa phần những huấn luyện viên đó không có chuyên môn về tăng cân. Kim Toàn chắc chắn và khẳng định với các bạn rằng này, tăng cơ và giảm mỡ thì rất là dễ, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Chỉ cần nghiêm túc học tầm khoảng một tuần thôi thì ngay cả người bình thường cũng có thể trở thành huấn luyện viên. Và cái việc còn lại là chờ kết quả, đo lường kết quả. Buông tay. Có tê tay không? Rồi nhổm dậy thấy lạc đà, tách rộng hai bàn chân bằng vai. Một bước hai bước xong luôn. Túm gót chân, ngồi xuống túm gót chân, đẩy hông lên. Nâng cao cái lồng ngực của mình lên. Nhưng trong trường hợp mà các bạn muốn tăng cân ấy, thì cái huấn luyện viên đó cần rất là nhiều các cái chuyên môn khác nhau. Thứ nhất, nếu như là người có trải nghiệm, đã từng gầy thì rất là tốt. Tại vì chúng ta sẽ cùng chung tiếng nói với nhau, nó sẽ dễ hơn. Thứ hai là lại cùng chung cái hoàn cảnh. Có nghĩa là có một thời điểm khó khăn như nhau và bị đói ăn. Có nghĩa là đói ăn thật sự đấy. Suy dưỡng đói ăn ấy, nghèo quá đói ăn. Cái thứ ba, đó là có cùng một cái thể trạng,
Cái thể trạng có nghĩa là cái cơ địa mà trao đổi chất nhanh đấy, ăn rất là nhiều nhưng mà khó béo. Và cái thứ tư, đó là cái môi trường sống của các bạn, cái môi trường làm việc của các bạn nó giống như nhau. Cái môi trường làm việc ở đây có thể là nó vội vã, không có ai chăm sóc cả. Hoặc là xung quanh chúng ta mặc dù có người chăm sóc nhưng cái người chăm sóc nó không có kiến thức để chăm sóc chúng ta. Thành ra là làm sao tất cả những cái điều đó nó tạo ra một cái gì đó, nó tạo ra một thứ mà nó nghiễm nhiên nó ngấm vào cơ thể chúng ta rồi. Thành ra chúng ta khó và khỏi cần thắc mắc luôn. Thì những cái huấn luyện viên mà có được những cái trải nghiệm như vậy giống các bạn ấy, thì họ, cái cơ thể của họ với cơ thể của mình ấy, nó gần như là đồng bộ với nhau rồi. Cũng giống như Kim Toàn này, đã có những cái trải nghiệm như vậy. Thành ra tất cả những người mà có những cái trải nghiệm giống Kim Toàn ấy, thì Kim Toàn chỉ cần nhìn là biết rồi, chứ không cần phải nói chuyện nữa. Các bạn chỉ cần chụp cái hình ảnh gửi Kim Toàn là Kim Toàn biết rồi. Rồi hơn nữa là những cái huấn luyện viên đó cần phải có chuyên môn về dinh dưỡng rất là sâu. Dinh dưỡng đây không phải là dinh dưỡng tăng cơ, giảm mỡ nhé, mà dinh dưỡng chữa bệnh. Dinh dưỡng không phải là dinh dưỡng tăng cơ, giảm mỡ giống như của những người tập gym nhé. Tập gym họ chỉ sử dụng chủ yếu là protein thôi. Và protein thì tăng cơ và giảm mỡ, các bài tập rất dễ làm và thay đổi hình thể gia tốc rất là nhanh. Nhưng cái khó ở đây là hầu hết những người gầy đấy, là các bạn không chỉ mong muốn khao khát tăng cân mà các bạn cũng có cả bệnh về tâm lý nữa. Thậm chí là các cái mảng kiến thức nền cũ của các bạn nó không có. Thành ra chúng ta khó có thể tiếp cận được với cái lượng vận động lớn như của gym nhá. Rồi siết bụng cuộn lên, gù lưng cho đỡ đau lưng. Thậm chí là tập được 1-2 buổi sợ quá đau quá, thôi bỏ. Tăng cân thì đẹp như cô giáo, thầy giáo thì thích đấy, nhưng khó như này thôi, đúng không? Rồi nhổm dậy nào, hai bàn chân xoay song song nhá, đan tay căng duỗi. Và những huấn luyện viên tăng cân ấy, nếu như có thể thì cần phải có cả chuyên môn về tâm lý nữa. Tâm lý ở đây có thể là do học hành trường lớp ra, cũng có thể là do tự học, và cũng có thể là do trải nghiệm. Khi các bạn đủ lớn tuổi thì chúng ta sẽ có trải nghiệm thôi. Ví dụ như Kim Toàn hôm nay là 42 tuổi. Thực sự là tất cả những cái trải nghiệm trong quá khứ đấy cũng đủ để Kim Toàn thoải mái làm cái công việc này, đặc biệt là tăng cân cho người gầy. Cái trải nghiệm sống, cái trải nghiệm trong quá khứ nó giúp cho chúng ta dễ dàng tiếp cận với nhau, cũng như là dễ dàng nói chuyện với nhau. Cái ngôn từ nó giống nhau, nó đồng bộ với nhau đấy. Nào đè thấp xuống một chút xíu, căng vai nhé. Đặt hai tay vào lưng, chống vào gối cũng được. Nhộp dậy, tiếp tục ở thế trái núi. Hít vào vươn lên, xòe rộng lòng bàn tay của mình hướng lên trên này, rút dài cột sống của mình lên. Các cái là lòng bàn tay, ngón tay của mình ấy, hướng lên trên. Và các ngón tay có thể xoay sang hai bên hoặc xoay về sau. Các ngón tay xoay về phía sau lưng nhé. Hơi ngửa người lên một chút, rút dài cột sống của mình lên. Đối với những người gầy đấy, nếu như mà chưa thực sự có bệnh thì các bạn sẽ không bao giờ muốn tăng cân đâu. Giống như buổi trước Kim Toàn đã chia sẻ là gặp một cái em mới 30 tuổi đó. Và tại sao thường những người gầy mà hay nói rằng là em không muốn tăng cân? Thực ra là như thế này này, không phải các bạn không muốn, mà là do cái dẫn truyền thần kinh của các bạn nó hỏng mất rồi. Nó thiếu năng lượng, ít năng lượng quá, không còn năng lượng để mà tác động giúp hệ thần kinh phát hiện ra cái việc gầy của mình là nó tệ đối với cơ thể của mình. Và 10 người gầy đấy thì chỉ có khoảng vài người gầy đến mức suy sụp. Có nghĩa là các bạn phải bị tổn thương về tinh thần. Gầy đến mức phải tổn thương về tinh thần thì các bạn mới thay đổi. Chứ còn gầy nhưng chưa tổn thương về tinh thần ấy, thì các bạn cứ vui vẻ với việc gầy. Tại vì cái thời điểm đấy là cái dẫn truyền thần kinh của chúng ta nó không cảm nhận được cái việc gầy nó có tầm quan trọng như thế nào đối với cái cơ thể của chúng ta. Nó làm chúng ta tụt năng lượng xuống này, nó làm chúng ta thu hết tất cả những cái năng lượng thừa vào trong người để bảo vệ cơ thể đã. Và nó cắt tất cả những cái nhu cầu sống của chúng ta, nhu cầu vui chơi giải trí của chúng ta, thậm chí tất
cắt cả cái tình cảm, cái tình yêu mà mình dành cho người thân, người yêu đấy. Thậm chí cắt cả cái cảm xúc dành cho mình luôn. Có nghĩa là cắt đến mức độ mà cảm giác như chúng ta sống đến ngưỡng độ là tối giản đấy. Tối giản ở đây nó có hai loại tối giản. Những người có trí tuệ rồi, người ta thấy hài lòng với cuộc sống thì người ta tối giản, để người ta cảm thấy đủ để tìm đến ngưỡng hạnh phúc ở cái ngưỡng tiếp theo. Rồi, vác hai tay vào nhau, bẻ cong. Cũng giống như con người của chúng ta có ba cái tầng, ai cũng đều mong muốn tiến qua ba tầng đó. Cái tầng thứ nhất là chúng ta cần phải có cơm ăn áo mặc, có căn nhà chui ra chui vào, đúng không? Ai mà chẳng mong muốn và khát khao điều đó. Và thực tế là gần như toàn bộ nhân loại đều mong muốn và khao khát điều đó. Sau khi no đủ những cái tầng đó rồi thì bắt đầu nhân loại chúng ta bước sang cái tầng thứ hai là tầng tự do. Tự do ở đây có thể là tự do tài chính, có thể là tự do tư duy, tư tưởng, tự do nhiều thứ. Tự do cả về thời gian, tự do cả về công việc, cả về tình cảm, đúng không? Nhưng để đạt được tự do rất là khó, có thể nói là gần như không thể. Nhưng có một cái cách mà nhân loại đã sáng tạo ra rất là hay. Có nghĩa là chúng ta cần phải biết đủ. Chứ để mà cái tâm trí của mình nó sao nhãng, nó bay nhảy thì không bao giờ hết được tự do. Cũng giống như có những người phải ra được ngoài vũ trụ người ta mới thấy tự do, đúng không? Nhưng có những người thì chỉ cần một tháng khoảng tầm 2 triệu hoặc 3 triệu thôi, thậm chí 4 triệu đồng thôi, thậm chí là 1 triệu đồng là họ cũng cảm thấy đủ rồi. Thì cái việc biết đủ nó sẽ giúp cho chúng ta tự do. Có thể là không được bằng người khác, nhưng nó bằng với mình. Và sau khi chúng ta tự do rồi thì chúng ta sẽ tự động cảm thấy hạnh phúc thôi. Và đặc biệt đối với người gầy thì các bạn không bao giờ cảm thấy tự do và hạnh phúc nhé. Mà cái cảm giác đấy chỉ là dẫn truyền thần kinh của các bạn nó cắt hết đi. Có nghĩa là các bạn đạt tới ngưỡng tối giản, nhưng cái tối giản đấy là do chúng ta tự tưởng tượng ra, chứ không phải là cơ thể chúng ta khao khát và mong muốn điều đó. Rồi đứng dậy. Tiếp tục này, buông tay. Chậm rãi này, chống tay trái vào hông, tay phải nâng lên. Nghiêng người sang trái. Trong yoga và những người tu tập đấy, họ rất là dễ dàng tiến tới cái ngưỡng tự do. Có thể ở đây là tối giản về tình cảm, về vật chất, thậm chí về cả trí tuệ lẫn cảm xúc. Thành ra họ hài lòng với cuộc sống rất là dễ, hài lòng với cuộc sống rất là dễ dàng, bằng lòng với cuộc sống, với những thứ mình đang có. Còn hầu hết mọi người, và đặc biệt là người gầy đấy, thì các bạn không đủ kiến thức để nhìn nhận ra điều đó. Chỉ là chúng ta mệt mỏi quá, căng thẳng quá, thì tự động cơ thể nó sẽ thu lại, nó vun vén lại tất cả những cái năng lượng thất thoát, những cái năng lượng mà nó tỏa ra ngoài một cách lãng phí đấy. Nó thu lại và tự động chúng ta cảm thấy rằng là hài lòng với những gì chúng ta đang có, đặc biệt là hình thể. Đó là một cái trạng thái ảo. Nếu như các bạn không may mắn tìm ra được một người thầy hoặc một người cô, hoặc một huấn luyện viên hoặc một người thân quen yêu thương chia sẻ giúp đỡ mình ấy, thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ kiệt lực, rơi vào cái trạng thái là thờ ơ và bàng quang với mọi thứ. Và thực tế là rất nhiều người gầy là rơi vào cái trạng thái trầm cảm đấy. Đặt tay vào hông, tay phải đặt vào hông nhé. Lên, đổi bên nào, nâng tay trái lên. Cứ đủ đỉnh thôi, vừa tập vừa thư giãn, vừa nghỉ ngơi, vừa ngủ, vừa giấc ấy. Đủ đỉnh nhá. Và khi các bạn rơi vào cái trạng thái dẫn truyền thần kinh như vậy đấy, thì các cụ có câu là ăn được ngủ được là tiên, đúng không? Người gầy sẽ mặc định là mất ngủ luôn. Lý do tại sao mà gầy mà mất ngủ dễ mất ngủ, thậm chí là không thể ngủ được, thì Kim Toàn chia sẻ rất nhiều vào những buổi trước rồi, đúng không ạ? Do toàn bộ cái cơ quan nội tạng của chúng ta nó bị teo đi theo thời gian. Mà những người gầy thì rất là hay nhường cơm xẻ áo cho anh em bạn bè, đúng không? Chúng ta nghèo quá mà, thì phải nhường cơm xẻ áo cho anh em ruột thịt của mình, cha mẹ của mình. Chúng ta ăn ít đi, ăn bớt đi theo thời gian. Và cơ thể của chúng ta nó kiệt lực dần theo thời gian. Cái dạ dày nó teo lại, tất cả cơ quan nội ngoại tạng teo dần lại. Thành ra chúng ta cũng có ít nhu cầu sử dụng năng lượng hơn. Mà chúng ta cứ tưởng rằng là mình có ý chí, mình có sức mạnh, mình có thể chịu đựng được điều đó. Và mình thấy vui khi mình giúp đỡ người thân, người yêu trong gia đình, đúng không? Các bạn quên mất một điều rằng là sớm muộn chúng ta sẽ bước sang một cái ngưỡng nữa. Cái ngưỡng vừa rồi Kim Toàn chia sẻ đấy, là toàn bộ hệ thần kinh của các bạn mất năng lực dẫn truyền. Và rồi chúng ta sẽ kiệt lực.
ai cũng biết rằng là cái con mẻ đấy, chúng ta nấu, chúng ta dùng cái cơm nguội để chúng ta nuôi dưỡng con mẻ để nấu mẻ ăn đấy. Mẻ không ăn còn chết, chứ nói chi là con người, đúng không? Bất kỳ một thứ gì không ăn đều chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi. Không phải Kim Toàn dọa các bạn, mà Kim Toàn muốn nói ra những cái điều mà nó vấp trong quá khứ trước, để chúng ta tránh được. Chúng ta tránh được những cái nỗi lo, những cái buồn phiền đấy, thì tự động chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, đúng không? Mục tiêu của chúng ta, mục tiêu của toàn bộ nhân loại đều hướng tới làm sao là hạnh phúc. Chỉ có điều muốn đạt được hạnh phúc thì phải bước qua hai ngưỡng kia trước. Thứ nhất là ngưỡng tất cả mọi thứ đều phải giải quyết được bằng tiền, đúng không? Cái ngưỡng thứ hai là phải giải quyết được cái sự tự do của mình. Thì có cái cách để giúp chúng ta đạt được cái sự tự do là bằng cách gì ạ? Bằng cách biết đủ. Và cái ngưỡng cuối cùng chính là hạnh phúc. Chỉ cần các bạn vạch ra trong đầu là mình mong muốn hạnh phúc, thì tự động sớm muộn mình cũng sẽ có hạnh phúc. Chứ tránh cái trường hợp nó có những người cả cuộc đời đi chỉ tìm tiền thôi, đặt tay vào hông. Nên rồi bước rộng hai chân. Cũng như có rất nhiều người trong cuộc đời này đấy, họ hay ngửa cổ lên trời họ than: tiền không mua được hạnh phúc, đúng không? Những người mà nói như vậy đấy thì sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là những người rất nhiều tiền, và đúng là họ nhiều tiền thật, nhưng họ không biết đủ. Họ chưa đạt được tới ngưỡng thứ hai. Mặc dù họ có rất nhiều tiền, họ chưa biết đủ. Đối với họ vẫn luôn luôn là thiếu tiền. Và khi họ chưa biết đủ thì không bao giờ họ có thể tối giản được, không bao giờ có thể tự do được. Họ vẫn bị làm sao? Bị phụ thuộc tiền, bị tiền nó vận hành mà làm chủ, đúng không? Thì làm sao có thể hạnh phúc được? Đó là cái nhóm trường hợp có rất nhiều tiền, và họ hiểu rằng tiền không mua được hạnh phúc. Họ hiểu nhưng họ không biết đi cái bằng cách nào. Thì thực tế chứng minh là có rất nhiều người như vậy trong cuộc đời nhé. Đặc biệt là những nhóm người sống bằng trải nghiệm ở cái độ tuổi tầm khoảng 35-37 tuổi trở lên, cũng như độ tuổi của Kim Toàn này. Và một nhóm người nữa, họ nói rằng tiền không mua được hạnh phúc. Cái nhóm này là cái nhóm ảo ấy, thậm chí là đang mắc ở cái tầng thứ hai. Có nghĩa là họ đã thoát khỏi dòng tiền. Có thể là họ không có nhiều tiền, nhưng họ có nhiều nguồn thu, 2-3-4 nguồn thu, đúng không? Và họ cảm thấy đủ. Tuy nhiên họ cảm thấy đủ nhưng họ chưa biết đủ. Tại vì có rất nhiều thứ cần phải có tiền, và rất nhiều thứ họ không giải quyết được. Giả thiết như là chăm sóc sức khỏe một cách chủ động như này nhá. Thì thay vì cái cách mà chúng ta bỏ tiền ra một cục, khi chúng ta có bệnh chúng ta mới chữa bệnh, đúng không? Thì thay vì cái việc mà chúng ta chờ có một cục tiền để chữa bệnh, tại vì tương lai gần Kim Toàn nhìn thấy các bạn đang gầy thì sẽ có một loạt các bệnh ở đằng sau. Và cái bệnh cuối cùng nặng nhất của bệnh gầy là cái bệnh kiệt hoàn toàn hệ thần kinh, và hỏng luôn cái não bộ của mình. Hỏng cái gì không hỏng? Hỏng cái não ở toi nhé, không chữa ở đâu, không bao giờ chữa được. Có thể mất rất 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 nhiều tiền cũng chẳng chữa được. Có khi vào trại tâm thần là toang ấy. Rồi xoay người sang trái, xoay cả ngón tay phải sang trái, thả lòng người xuống. Thì thay vì cái cách mà chúng ta bỏ một cục chúng ta chữa bệnh, thì các bạn trả góp đi. Giống như chúng ta mua cái điện thoại đấy, cái tivi, cái nhà đấy. Mỗi ngày trả góp một tí bằng cái gì ạ? Bằng cái thời gian chúng ta bỏ ra tập cùng với Kim Toàn. Trong lúc tập thì các bạn được tiếp cận toàn bộ những kiến thức mà các bạn khỏi cần đọc sách. Việc của các bạn chỉ là nghe đi nghe lại và ứng dụng nó vào đời sống hàng ngày của mình thôi. Có nghĩa là các bạn chỉ đánh đổi thôi, chứ cũng không phải bỏ tiền, đúng không? Trừ trường hợp các bạn nhọc quá, mệt quá, không học không nổi nữa, tai nghe mất ù mất rồi. Thậm chí cái sự chia sẻ của Kim Toàn này là các bạn ù tai mất rồi, chẳng nghe thấy gì cả, thì nên tương tác với Kim Toàn. Kim Toàn sẽ trực tiếp hỗ trợ các bạn nhé. Nào, duy trì. Và thực tế hai nhóm người đấy đều khổ như nhau. Nhóm rất giàu thì bảo tiền không mua được hạnh phúc, cũng không ngủ được. Và cái nhóm đang cố gắng luẩn quẩn để tìm được cái cách làm sao để ở tầng thứ hai là tự do được triệt để mọi thứ. Rồi bên có thể là có nhiều tiền, cũng có thể là có rất ít tiền, nhưng đang vướng mắc không biết thoát ra khỏi bằng cách nào. Và ngay bản thân học viên của Kim Toàn đang giảng dạy đấy, thậm chí là người thân, người yêu, vợ luôn, mình không thể bảo được họ đâu, trừ khi họ muốn. Mình có thể dùng cả tình cảm, dùng cả tình yêu, thậm chí cả trái tim của mình để mình chia sẻ những cái điều tốt đẹp cho họ. Nhưng nếu như họ không muốn thì nó có nhiều lý do lắm, đủ các loại lý do nào cũng chính đáng hết. Còn khi các bạn muốn thì sẽ bất chấp tất cả, sẽ có cách. Cho dù các bạn có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa cũng vẫn có cách để giải quyết.
chỉ cần muốn là sẽ có cách, còn không muốn thì sẽ có 1 tỷ lý do, đúng không ạ? Và rồi họ đều rơi vào cái trạng thái giống nhau là mất ngủ. Và các cụ có câu rồi, ăn được ngủ được là tiên, mà không ăn không ngủ thì mất tiền thêm lo, đúng không ạ? Và cho dù là gầy hay béo, tâm bệnh hay thân bệnh đều như nhau hết, là các bạn rất là khó ngủ. Và để xử lý được toàn bộ cái vấn đề mất ngủ cho người gầy đấy thì vô cùng đơn giản luôn, đơn giản cực kỳ. Các bạn phải tập cùng với Kim Toàn miễn phí không đồng, nhưng phải lắng nghe cái sự chia sẻ. Và nếu như thấy bí bách quá thì phải kết nối nhé. Đến khi mà mất ngủ rồi đấy mà vẫn không kết nối thì chứng tỏ cái năng lực dẫn truyền thần kinh của các bạn nó hỏng đến ngưỡng mà các bạn không thể biết được rằng là cái tình trạng của mình nó tệ đến mức nào rồi. Thôi, đẩy tay sang hai bên. Và thực tế chứng minh là người gầy mà đau dạ dày này, đau xương khớp này, trĩ nội, trĩ ngoại này, nhiệt miệng này, khô miệng này, đau đầu này, sỏi thận này, đau dạ dày này, mất ngủ này, mơ nhiều, hoảng hốt, no nắng, có nghĩa là các bạn có tất cả những cái triệu chứng mà Kim Toàn chia sẻ như thế, hoặc là có một nửa, hoặc là có vài triệu chứng như vậy nhé, mà các bạn vẫn không tương tác, vẫn không chia sẻ, vẫn không tìm cách giải quyết ấy, thì cái ngưỡng tiếp theo là cái hệ thần kinh của các bạn nó đóng lại. Chúng ta cảm giác như là ánh mắt của chúng ta nó rất là chậm, nó cứ nờ đờ này, chả có cái sự tác động nào ở môi trường có thể tác động được tới chúng ta cả. Chúng ta bàng quang với cuộc sống, có nghĩa là có cảm giác là mọi thứ chúng ta không ham muốn lắm, không ham thích lắm, nó không có giá trị nhiều gì với chúng ta cả. Tại vì cái tình trạng thân thể của chúng ta lúc đó đấy, nó thực sự là không cần thiết những cái điều đó, đúng không? Trừ khi có cái gì phải thật là đặc sắc. Cho nên là hầu như những người gầy, gầy đến ngưỡng hơn gầy hơn mức bình thường là bắt đầu rơi vào cái trạng thái đó, mất ngủ thôi. Rồi, chống tay nhổm dậy, tiếp tục này, thu chân lại thế anh hùng quỳ. Rất là đơn giản và dễ, đúng không? Và để có thể xử lý được toàn bộ vấn đề đó thì các bạn tập hàng ngày nhé. Trong quá trình tập thì mỗi hôm Kim Toàn chia sẻ một cái giải pháp để giúp các bạn xử lý vấn đề của mình. Tuy nhiên để kết nối tất cả những cái giải pháp đó lại với nhau thành một cái chuỗi phù hợp với mình. Các bạn hình dung này nó giống như bây giờ là Kim Toàn đổ thóc với gạo, với đỗ lẫn vào nhau. Thì đó chính là kiến thức Kim Toàn không thể trao riêng cho một mình ai đó cả. Các bạn cũng gầy đúng không? Nhưng ngoài kia có những người gầy nhưng mà những cái tình trạng khác nhau. Có giống các bạn đâu, đúng không ạ? Mỗi người có một cái tình trạng sức khỏe khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tâm lý khác nhau, công việc khác nhau. Tất cả mọi thứ chúng ta đều khác nhau thì không thể giống nhau nhé. Thì kiến thức Kim Toàn chia sẻ nó giống như là gạo, thóc, đỗ trộn lẫn vào nhau, đúng không ạ? Rất là có giá trị với ai đó nếu như biết nhặt. Còn chúng ta không biết nhặt hoặc không có đủ năng lực nhặt thì các bạn kết nối với Kim Toàn. Kim Toàn sẽ nhắc bài 1 kết với bài 3, bài 5, bài 7, bài 9, bài 10 hoặc là ngược lại bài 2. Có nghĩa là sắp xếp làm sao để nó phù hợp nhất với cái tình trạng mà các bạn đang mắc phải. Thì cái gia tốc thay đổi nó sẽ là cao nhất và hiệu quả nhất. Chứ không có một cái công thức nào ứng dụng cho tất cả mọi người nhé, mà chỉ có một cái công thức chung thôi để dành cho tất cả mọi người, ứng dụng cho mọi người. Dinh dưỡng này, tập luyện này, tư duy này, nghề nghiệp này, tất cả mọi thứ nó là cái gì ạ? Nó là một cái thứ gì đó riêng biệt, chuyên biệt dành cho một người thì hiệu quả nó mới là cao nhất. Rồi chống tay trái của mình sang ngang, duỗi hai chân về trước, nhẹ nhàng thôi, căng duỗi nào, úp lòng bàn chân, hơi vào vươn lên, trải dài nhẹ nhàng thôi, thật thoải mái. Bản thân Kim Toàn trước đây đã gầy có 43 cân, mặc dù vẫn là một chuyên gia yoga. Nhưng Kim Toàn rơi vào đúng cái trạng thái mà số 2 đấy. Có nghĩa là hài lòng với cái kinh tế mình thu được, nhưng không thoát được ra khỏi cái tầng đó để bước lên tầng thứ 3 là tầng hạnh phúc. Lý do tại sao thì Kim Toàn cũng giống các bạn thôi. Nếu như Kim Toàn không lập gia đình thì có thể tiến sang bước thứ 3 rất là nhanh, thậm chí là cực kỳ nhanh. Và Kim Toàn sẽ có một loạt kiến thức để chia sẻ đối với những người không muốn lập gia đình hoặc lập gia đình rồi nhưng không muốn lập gia đình tiếp. Có nghĩa là các bạn rất nhanh chóng có thể tiến sang cái ngưỡng thứ 3.
Tuy nhiên cái chuyên đề và cái kiến thức đó thì Kim Toàn lại chuyển sang một cái bài tập khác nhé. Bài tập chuyên dành cho những người mà chỉ mất ngủ không thôi. Chỉ cần thiền để giải quyết tất cả những cái khúc mắc ở trong đầu của chúng ta thôi. Còn ở đây là chuyên đề tăng cân. Kim Toàn chỉ lấy cái ví dụ của Kim Toàn để các bạn có cái góc nhìn nó khác thôi. Là khi Kim Toàn muốn bước sang cái tầng hạnh phúc để cảm thấy hài lòng với tất cả những thứ mình đang có mà ở cái mức độ tối giản đấy. Hàng ngày dạy yoga, chia sẻ giúp đỡ người khác. Về nhà có cơm thì ăn, không có thì tự nấu. Và vui vẻ với cái việc đó. Thậm chí là chả tranh chấp gì với ai cả. Bản thân Kim Toàn trong hơn 20 năm làm việc này, trong hơn 20 năm giảng dạy yoga thì mới dạy ra được duy nhất một bạn như vậy. Một bạn giống y xì và đạt được cái điều đó thông qua các cái bước như vậy. Có nghĩa là cần tối giản, hết sức tối giản tiền bạc. Thậm chí lên lớp học sinh đóng tiền cũng không quan tâm. Đóng thì đóng, không đóng thì thôi, tùy, đúng không? Lên lớp dạy đấy, học viên đóng tiền đóng, không đóng cũng chả quan tâm. Có nghĩa là không cần thiết, không cần nhiều kinh tế cho nên cũng không cần. Và cái trường hợp đó là trường hợp đặc biệt duy nhất, là có một bạn đó là được Kim Toàn dẫn dắt và trở thành cái trạng thái hạnh phúc mà như bạn ấy mong muốn. Tuy nhiên thì bạn ấy không lập gia đình, cho nên bạn mới làm được điều đó. Và bố mẹ bạn ấy là chủ động được hoàn toàn mọi thứ. Còn bản thân Kim Toàn tại cái thời điểm đó đấy là cũng có vợ và sắp có con. Bố mẹ thì không ốm đau bệnh tật gì, nhưng cũng cần được giúp đỡ. Cũng cần nhé, chứ không phải là không cần. Và Kim Toàn nhận thấy rằng là mình cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi cái tình trạng này. Nếu như muốn bình thường, có vợ có con rồi thì phải có trách nhiệm, đúng không? Từ từ buông lỏng nhổm dậy. Có hai chân thấy vặn người thật nhẹ nhàng thôi. Chúng tay trái về sau, đưa tay phải ra, vặn. Có gia đình, có vợ có con thì có nghĩa là bình thường. Mình xác định là người bình thường và cái công việc mình làm là chỉ giúp đỡ người khác, nó hạnh phúc hơn, nó bớt nhọc hơn thôi. Chứ không phải là mình tập trung vào cái chuyên môn của mình mà rồi mình tìm cách mình thoát ra khỏi cái chuyên môn của mình để mình thấy vui với trong cái việc của mình. Ngày trước thì do Kim Toàn học được rất là nhiều thầy có cái tư duy tư tưởng như vậy, thành ra là bị mắc và vướng vào đó, bám vào đó. Tuy nhiên các thầy thì khác Kim Toàn rất là nhiều, chứ không phải giống như Kim Toàn. Chính vì vậy là bản thân Kim Toàn bị mắc vào đó. Và Kim Toàn biết rằng là có rất nhiều bạn đang mắc vào đó. Có thể là các bạn không khao khát mong muốn là giúp cho làm sao mình vui vẻ hạnh phúc hơn bằng cách này hoặc cách khác. Có thể có nhiều tiền hơn nó cũng là hạnh phúc mà. Cũng có thể có nhiều cảm xúc hơn cũng là hạnh phúc. Có thể có là chẳng cần nhiều tiền, chẳng cần nhiều cảm xúc cũng hạnh phúc. Đó là một cái trạng thái mà hầu hết mọi người đều tìm cách hướng tới. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta hướng tới là hạnh phúc. Chỉ có điều là chúng ta không biết đi bằng cách nào để đạt được cái điều đó. Chính vì vậy mà mọi người hay mắc nhiều nhất ở cái tầng số 1. Có nghĩa là tìm kiếm tiền, thật nhiều tiền mới hạnh phúc. Và có một số người thì đủ tiền nhưng cũng không hạnh phúc được, như cái ví dụ ban đầu Kim Toàn chia sẻ. Và cũng có rất nhiều người là biết hài lòng, biết đủ nhưng cũng không tìm được tới ngưỡng hạnh phúc. Hai trường hợp ấy đều giống nhau là các bạn thiếu rất nhiều các cái kiến thức nền. Ví dụ như kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân một cách chủ động, kiến thức chăm sóc vệ sinh cơ thể một cách chủ động, kiến thức giao tiếp với xã hội một cách chủ động. Có nghĩa là kiến thức vô vàn các loại kiến thức chúng ta thiếu. Đơn giản như là lái xe, chúng ta thiếu mất cái kiến thức lái xe ô tô, lái xe máy. Chúng ta vẫn phải ra đường mà. Kể cả các bạn có tu hành đi chăng nữa thì vẫn phải đi ra ngoài mua thức ăn thực phẩm. Trừ trường hợp chúng ta phải tự cung tự cấp được, thì cái trường hợp này đúng là không cần phải học kiến thức làm sao đi đường, và cũng chẳng cần phải giao tiếp tương tác với ai cả. Từ từ buông lỏng xoay lại. Và thực tế là như vậy nhé. Có rất nhiều người tu hành như vậy đấy. Họ không cần học tất cả những cái kiến thức tương tác với xã hội, tại vì họ tự cung tự cấp được gần như toàn bộ mọi thứ. Nhà có cái ao khoảng vài 3000 mét, cá ăn không kịp hết. Cá ăn không kịp, đúng không? Cá lớn ăn nhanh không kịp hết. Gà thì tự nuôi, chim thì cũng tự nuôi, rau tự trồng. Gạo thì rất là rẻ, có thể đổi một chút thực phẩm lấy gạo rồi. Khoai cũng tự trồng được. Có nghĩa là họ có một khoảng đất khoảng vài ngàn mét vuông, họ có thể tự cung tự cấp được cho họ hoặc cả gia đình. Các bạn thấy cái điều này rất là tuyệt vời không? Vô cùng tuyệt vời, đúng không?
căng, chắc, chặt chẽ. Căng, chắc, chặt chẽ. Rồi không nói nan man nữa, Kim Toàn quay lại vấn đề này. Để xử lý được toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc là người gầy muốn tăng cân và giúp các bạn dễ ngủ, thì các bạn buộc phải học từ bài đầu cho đến bài cuối. Và nếu như các bạn có đủ năng lực thì các bạn tự chủ động kết nối được tất cả những bài tập đó với nhau, không theo thứ tự tuần tự từ bài 1 cho đến bài 30 đâu nhé, mà có thể là lôm côm lung tung. Tại vì mỗi một người có một cái tình trạng khác nhau mà. Thì Kim Toàn có thể khẳng định là các bạn làm bừa nó cũng được 60-70%. Làm bừa đấy nó cũng đạt được hiệu quả 60-70%. Có nghĩa là cứ làm từ bài 1 cho đến bài 30, hoặc làm linh tinh không quan trọng, đúng không? Nhưng có thể khẳng định được tiếp lần nữa là cái thời gian để đạt được 60-70% thì Kim Toàn không cam kết. Chứ không phải là sau 30 buổi là các bạn đạt được 70%, 60-70% theo cái sự chăm sóc tốt nhất nhé. Mà có thể là vài năm sau các bạn mới được 60-70%. Thậm chí là có thể nhiều năm hơn nữa, mà cũng có thể là một tuần đạt được luôn điều đó. Thì Kim Toàn không thể cam kết được. Và Kim Toàn chỉ cam kết được rằng là khi các bạn tương tác và mong muốn Kim Toàn chăm sóc các bạn trực tiếp, thì Kim Toàn mới có thể có cái giáo trình đầy đủ nhất, hoàn mỹ nhất cho các bạn. Và rồi các bạn sẽ dễ ngủ hơn. Mặc dù có thể là ăn chưa tốt, nhưng mà ngủ sẽ dễ hơn. Cái chứng mất ngủ đấy là cái chứng gần như là cái căn bệnh của cả xã hội bây giờ. Không phải là do chúng ta mất ngủ là do chúng ta gầy nữa đâu. Buông lỏng xoay lại, để lưỡi câu ngồi, co hai chân lại. Chính xác là như thế này này, duỗi xuống. Các cái cơ quan nội tạng của các bạn nó gầy. Gầy ở đây có hai loại gầy nhé. Một là suy dinh dưỡng toàn thân, có nghĩa là bên ngoài chúng ta nhìn thấy chúng ta gầy. Còn một loại gầy nữa là gầy do tâm bệnh. Gầy do tâm bệnh là ở đây này. Có thể cơ thể của các bạn vẫn bình thường, thậm chí còn béo là khác. Béo nhá, thì Kim Toàn có một cái liệu trình béo giải thích rất là rõ tại sao các bạn béo. Béo ở đây có nghĩa là các bạn nhiều mỡ, nhưng toàn bộ cơ quan nội tạng của các bạn ấy nó được làm bằng thịt. Có nghĩa là chúng ta béo nhưng chúng ta chỉ béo mỡ đấy. Chúng ta ăn nhiều hoa quả, ăn nhiều rau, ăn nhiều cơm, và chúng ta ăn ít thức ăn. Thì những người này rất là béo, nhưng mà cơ quan nội tạng thì gầy. Mà cơ quan nội tạng thì gầy thì có nghĩa là làm sao? Các bạn mới mất ngủ. Và những người béo mất ngủ cũng không khác gì những người gầy mất ngủ. Hai người này đều bị gầy cơ quan nội tạng. Dạ dày teo đi, thủng bụng, ruột non ruột già teo đi, đúng không? Cái mạch máu của chúng ta nó cũng teo đi. Đáng lẽ cái mạch máu nó phải to bằng ngón tay cái thì nó mới vận chuyển năng lượng máu đi khắp cơ thể của chúng ta, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta gầy đi, cái mạch máu của chúng ta nó chỉ bằng cái đầu tăm thôi, bằng cái tăm xỉa răng ấy. Thì cái điều gì xảy ra? Người béo ở phía ngoài với người gầy đều giống nhau là gầy cơ tạng. Và các bạn đều không có năng lượng đi nuôi dưỡng các cái tế bào, các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Chính vì vậy nó liên tục, nó đói ăn, nó mệt mỏi, thậm chí nó bệnh tật. Chúng ta mất ngủ không phải vì chúng ta no toan quá là nhiều, mà là do cơ quan nội tạng của chúng ta không đủ năng lượng. Không đủ năng lượng nhá. Giống như các cụ có câu rồi, thất tình thì không thể chết được, mà chỉ hết tiền mới chết. Hết tiền ở đây đơn giản là các bạn cần phải ăn hàng ngày, đúng không? Chứ không phải là tự nhiên mà sản xuất ra được thực phẩm. Cái trường hợp mà tự sản xuất ra được một thực phẩm ấy, mà bây giờ ở phố mà bỏ về quê, trước đây có trào lưu đấy, bây giờ mất hết trào lưu rồi, đúng không? Rồi buông lòng nhổm dậy, thật thoải mái không? Khoanh hai chân của mình vào nhau, gập người về trước này, đan tay này, cúi đầu xuống. Chúng ta chỉ chết vì khi chúng ta hết năng lượng thôi, chứ không thể chết vì căng thẳng buồn phiền được. Có những người mất ngủ đến cả chục năm rồi, có chết đâu? Không chết, đúng không? Tuy nhiên nó làm cho cái sức khỏe của các bạn rất là tệ. Cái chất lượng cảm xúc của bạn cực kỳ tệ. Tệ đến ngưỡng mà mình cảm giác rằng là đây không phải là cuộc sống nữa. Đây là khổ. Đây là cuộc khổ chứ không phải là cuộc sống. Và chúng ta mong muốn tìm kiếm cái sự thoát khỏi cái sự khó khăn đó, thì chỉ có cách duy nhất là đi tìm thôi. Tôi mong muốn, tôi muốn điều đó. Kể cả các bạn không nói ra cho ai điều đó, các bạn chỉ cần nghĩ thôi, nghĩ trong đầu thôi. Chỉ cần nghĩ trong đầu thôi nhá. Mà thậm chí là chỉ cần gõ một cái từ, gõ lên trên Google thôi, là mặc định luôn.
cái hệ thống máy móc, máy tính ấy, các bạn có bao giờ để ý thấy rằng là nếu như chúng ta gầy và chúng ta lướt Facebook ấy, chúng ta lướt Facebook chúng ta nhìn những người béo, nhìn những người gầy chúng ta thích đúng không? Chúng ta nhìn những người béo hay nhìn những cái tít giật giật tít ấy, cái giật tít mà những cái quảng cáo của những người mà người ta bán cái hàng tăng cân ấy. Uống cái này tăng cân đúng không? Uống cái kia tăng cân đúng không? Uống cái nọ tăng cân đúng không? Và những cái thứ đó đấy, đặt tay vào nâng, nhòm dậy, tiếp tục đan tay này. Các bạn chỉ cần dừng lại khoảng tầm vài ba giây thôi để quan sát cái hình ảnh, cái nhu cầu mà các bạn đang muốn ấy, nhưng mà chưa có điều kiện sử dụng đúng không? Và thi thoảng các bạn lại lướt qua cái bài đó, hoặc cái bài, những cái bài tương tự, hoặc là những cái tiêu đề tương tự là tăng cân cho người gầy. Thì các bạn có biết cái điều gì xảy ra? Cái hệ thống, cái máy tính ấy, cái toán học ấy, nó tự động nó lưu giữ lại cái hành vi của các bạn. Có nghĩa là hàng ngày các bạn xem Facebook mà các bạn hay kích vào, hay nhìn vào những cái bài viết, chỉ cần nhìn thôi, dừng lại nhìn thôi, thì tự động buổi sau đấy, tất cả các loại mạng xã hội nó đều tống luôn vào cái màn hình của các bạn. Các bạn có bật YouTuber lên thì vẫn có cái bài gầy nó hiện ra. Các bạn có bật Facebook lên thì vẫn có bài gầy nó hiện ra. Có bật Zalo hay là có bật TikTok là cũng vậy. Có nghĩa là tất cả những nền tảng đó họ hiểu rằng, cái thuật toán đó họ hiểu rằng là bạn có nhu cầu tăng cân, đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta chỉ cần nghĩ và nhìn trong đầu thôi là cái máy nó đã đưa chúng ta tới cái điều đó rồi. Thì giải thích rất là đơn giản, cái câu mà yoga dùng hay rất là dùng và Kim Toán rất là tâm đắc. Chỉ cần các bạn muốn cái điều gì đó thì vũ trụ sẽ gửi đến cho các bạn điều đó. Nghe thì rất là ảo đúng không? Nghe thì rất là đáng yêu. Nhưng sự thực đúng là như vậy mà. Chúng ta chỉ cần nghĩ và chúng ta chỉ cần nhìn cái điều đó ở trên cái điện thoại đấy. Các bạn không tin cứ làm thử và kiểm chứng cái điều Kim Toán nói nhá. Các bạn chỉ cần làm sao ạ? Một ngày mà các bạn nhìn vào cái đôi giày đẹp mà các bạn thích cái đôi giày đẹp đó đấy, thì Kim Toán khẳng định là một loạt các ngày sau thì tất cả các nền tảng xã hội đều đưa đến cái thông tin về đôi giày đó cho các bạn, hoặc là cái túi sách, hoặc là cái điều gì đó đúng không? Rồi, chậm rãi buông tay, rất là thư giãn, thoải mái, thả lỏng thôi. Rồi, bài tập của ngày hôm nay cũng rất là đơn giản đúng không? Sau đây Kim Toán sẽ giúp các bạn tổng kết lại toàn bộ những kiến thức trao đi của bài ngày hôm nay nhé. Đối với những người gầy, hoặc là những người gầy như là gầy cơ quan nội tạng, thì ở đây là người béo cũng gầy cơ quan nội tạng nhé. Thì tất cả chúng ta đều có một cái cảm xúc chung, một cái bệnh tật chung, đó là mất ngủ. Mà ăn được ngủ được thì mới là tiên. Có nghĩa là các bạn đã không ăn được mà lại còn mất ngủ, hoặc ăn được nhưng mất ngủ, thì có nghĩa là chúng ta không được làm tiên, đúng không? Không được làm tiên thì còn gì đó trong cuộc sống này nữa, nó còn gì là thú vị nữa. Cuộc sống này không phải là cuộc sống mà là chính là cuộc khổ, đúng không? Mà đến khổ đến như vậy chúng ta vẫn không biết là khổ, thì có nghĩa là trong yoga lại còn nói rằng là không biết khổ cũng có nghĩa là sướng. Tuy nhiên đây là một cái trạng thái sướng rất là tệ nhá. Chúng ta sung sướng nhưng mà sướng ở trong cái nỗi khổ. Cũng giống như chúng ta ở quê ở miền núi đấy, khổ như vậy, không biết cách thoát khổ, không biết cách kiếm ra tiền, không biết cách làm sao để thoát khỏi cái nỗi buồn của mình, cái cơn đau dạ dày, cái cơn đau đầu, cái cơn làm gì ạ, cái cơn mất ngủ mà chúng ta không biết cách thoát khỏi, hoặc là đau lưng đúng không? Không biết cách thoát khỏi có nghĩa là chúng ta hài lòng với cái việc mà mình đang có. Cái tình trạng như vậy rất là khổ. Khổ ở đây còn nữa này, có nghĩa là các bạn không có kiến thức nhá để chia sẻ lại cái điều đó cho cái thế hệ tiếp theo. Thì Kim Toán có thể khẳng định rằng này, cái thế hệ tiếp theo sớm muộn gì cũng giống các bạn. Tại vì sao ạ? Dinh dưỡng và cái tư duy trong đầu này nó được kế thừa. Nó kế thừa nhá, chứ không phải thừa kế. Thừa kế là các bạn làm sao? Đưa cái bìa đỏ nhà cửa cho con cái của mình chia nhau. Đấy chỉ là thừa kế thôi. Còn kế thừa, thừa kế nhá, nó là chúng ta đồng hành cùng với nhau, gia đình đồng hành cùng với nhau, ăn bữa cơm gia đình đúng không ạ? Bạn ăn một bữa cơm mà bạn béo nhưng gầy cơ tạng thì con bạn cũng ăn một bữa cơm béo nhưng gầy cơ tạng. Bạn ăn một bữa cơm mà bạn mất ngủ thì có nghĩa là con bạn cũng ăn như vậy. Chỉ là tương lai gần thôi, chúng ta sẽ tiếp cận cái điều đó. Mà khổ như vậy chúng ta vẫn không biết khổ và vẫn để cái kiến thức đó cho thế hệ sau khổ đấy. Thì Kim Toàn có thể khẳng định rằng là mãi mãi là như vậy thôi. Đất nước chúng ta vẫn nghèo và cơ thể chúng ta vẫn nghèo. Thế hệ trước nghèo, thế hệ thứ hai vẫn nghèo. Thậm chí thế hệ thứ ba không có cơ hội thoát nghèo. Và thực tế chứng minh nhá, rất nhiều gia đình các cụ có câu là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhưng thực luôn ấy là có những họ giàu đến 3, 4 đời, 5 đời. Và sự thực cũng chứng minh là có những gia đình, những dòng họ đấy nghèo đến đời thứ tư rồi, thậm chí đời thứ tư còn nghèo hơn nữa nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chỉ cần các bạn kết nối với Kim Toàn thôi thì cái tất cả những vấn đề các bạn đang mắc phải là sẽ được họ giải quyết một cách rất là dễ dàng. Cảm ơn rất là nhiều, hẹn gặp lại ở video của lần sau.